Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin fbnc. Thưa quý vị, năm 2018, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 37 đến 38 tỷ đô la Mỹ và tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 2,8 đến 3% để đạt được các mục tiêu đề ra bộ nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ tiếp tục cơ cấu lại và đẩy mạnh sản xuất các địa phương sẽ rà soát quy hoạch xây dựng cơ cấu sản phẩm của ngành lĩnh vực và địa phương theo ba trục sản phẩm nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia nhóm sản phẩm cấp tỉnh thành và nhóm đặc sản làng xã để có giải pháp chỉ đạo cụ thể hiệu quả Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh, việc phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, ngoài ra Bộ cũng sẽ tổ chức sản xuất theo hướng tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong năm 2018, toàn ngành đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 2,8 đến 3%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 37 đến 38 tỷ đô la Mỹ, có 37% số xã và 52 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới và tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%. Việc mới đây, trái vú sữa được xuất khẩu thành công sang Hoa Kỳ đang mở ra cơ hội để loại trái cây này được phục hồi và phát triển mạnh, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của trái cây Việt Nam. Vấn đề được đặt ra hiện nay là cần sớm quy hoạch vùng nguyên liệu vú sữa, áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất sạch để đảm bảo an toàn, uy tín, cũng như chất lượng cho sản phẩm vú sữa Việt Nam. Những trái vú sữa này khi sang thị trường Mỹ sẽ được bán với giá gần 100.000 đồng 1 kg, gram, cao gấp 3 lần giá bán trong nước. Để mở được cánh cửa thị trường này sau 10 năm đàm phán, Việt Nam đã phải gửi hồ sơ đăng ký xuất khẩu và phía Hoa Kỳ đã xem xét thông qua về điều kiện kiểm dịch thực vật rất ngặt nghèo. Đảm bảo vùng trồng đạt tiêu chuẩn, không sử dụng các chất không được phép, phải bao trái 100%, đồng thời phải có mã số vùng trồng và sản phẩm phải qua chiếu xạ. Chúng ta phải có công nghệ bảo quản để chúng ta có thể vận chuyển được nó dài ngày hơn và nó đi được đường tàu biển thì cái sản lượng nó sẽ cao hơn, giá thành nó sẽ tốt hơn đó là cách duy nhất để mà chúng ta có thể mà đẩy mạnh về cái loại cái cây này. Hiện nay tổng diện tích trồng bú sữa để xuất khẩu vào Mỹ là hơn 56 hecta tại hai huyện Châu Thành và Cai Lầy của tỉnh Tiền Giang. Con số rất nhỏ trong tổng diện tích 5.000 hecta trồng bú sữa của nước ta, mà chủ yếu là tại đồng bằng sông Cửu Long. Nơi thời gian vừa qua, nhiều diện tích bú sữa đã bị phá bỏ do lợi nhuận không cao. Tỉnh Tiền Giang hiện đang khởi động quy hoạch lại vùng chuyên canh bú sữa, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhà vườn, chú trọng đầu tư cải tạo vườn kết hợp tập huấn khuyến nông chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến cho nông dân vùng chuyên canh bộ nông nghiệp thì tiếp tục cùng với phó, chỉ đạo phối hợp với các uh, cơ quan chức năng của địa phương để phối hợp tiếp tục hướng dẫn cho bà con về cái quy trình uh, sản xuất đảm bảo theo các cái tiêu chuẩn uh, Robert Gap. đồng thời là cũng phải có những cái giải pháp để đảm bảo kiểm soát được cái dịch bệnh tạo điều kiện để làm sao mà uh, cái bún sữa của bà con là sẽ được uh, vươn ra các thị trường trên thế giới. Phú sữa là một trong 7 loại trái cây đặc sản của Việt Nam đã có mặt và được bán tươi tại thị trường Mỹ. Điều này đang tạo động lực cho nhà vườn và doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu vú sữa sang Mỹ và nhiều thị trường khó tính khác. Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã được Cục Phòng chống HIVS lựa chọn là một trong năm thành phố thí điểm kết thúc đại dịch S vào năm 2030. Đồng thời thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã được cơ quan của Liên Hợp Quốc về HIVS lựa chọn vào nhóm thành phố lớn có triển vọng thực hiện kiểm soát được đại dịch S vào năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn vào nhóm thành phố lớn trên thế giới có phản ứng nhanh, có triển vọng thực hiện mục tiêu 90-90-90, tức 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của họ, 90% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV liên tục. 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định vào năm 2020. Những năm gần đây, điều kiện nguồn lực quốc tế suy giảm, thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị để không làm gián đoạn công tác phòng chống HIVS với những chính sách để duy trì điều trị thuốc ARV liên tục, suốt đề cho bệnh nhân HIV, giúp người bệnh duy trì sức khỏe, hạn chế kháng thuốc và hạn chế khả năng lây lan ra cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương tiếp tục duy trì điều trị HIV thông qua bảo hiểm y tế, hỗ trợ 100% việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người nhiễm HIV không có khả năng mua thẻ, hỗ trợ điều trị methadone cho bệnh nhân điều trị nghiện ma túy. Thưa quý vị, trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí 67 vị trí đậu, gồm 55 vị trí thương mại và 12 vị trí đậu máy bay qua đêm, tăng tới 18 vị trí so với dịp Tết năm trước. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ sử dụng thêm các vị trí sân đậu như A41, và cô, khu vực 19,63 hecta dành cho đậu qua đêm, nâng tổng số các vị trí đậu của toàn sân bay lên đến 90 vị trí, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không. Ngoài ra, quay thủ tục, máy soi hành lý cũng được tăng lên, phòng chờ dành cho hành khách cũng được mở rộng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất hỗ trợ hướng dẫn hành khách sử dụng web check-in và tổ chức điều phối quầy, cửa ra máy bay. Dự kiến trong thời gian cao điểm Tết Nguyên Đán, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác khoảng 842 đến 865 lượt chuyến một ngày, với lượng hành khách hàng ngày tăng hơn 10% so với năm 2017. Năm 2017, lực lượng thanh tra của Tổng cục Đường bộ đã kiểm tra hơn 261.700 xe tải, phát hiện hơn 28.000 lượt xe vi phạm trở quá tải trọng, tước giấy phép 9.470 lái xe, thu về cho ngân sách nhà nước hơn 350 tỷ đồng. Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ, tình trạng xe quá tải tuy đã giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Báo cáo tại hội nghị tổng kết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng tình trạng xe quá tải có xu hướng tăng trở lại tại một số địa phương là do một số địa phương đang sắp xếp lại lực lượng tại trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động, lực lượng cảnh sát giao thông không phối hợp với thanh tra tại các trạm, do đó công tác kiểm soát tải trọng tại các trạm kém hiệu quả. Đặc biệt, chính quyền tại các địa phương vẫn còn thiếu quyết liệt chưa thực sự gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo kiểm soát xe quá tải. Đại diện Tổng cục Đường bộ khẳng định, nếu địa phương vào cuộc quyết liệt cùng với đưa vào hoạt động trạm cân tự động trên hệ thống quốc lộ, thì hiệu quả kiểm soát tải trọng sẽ cao. Trước mắt trong năm 2018, Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đưa vào hoạt động hệ thống trạm cân tải trọng trên hệ thống quốc lộ 1 để kiểm soát chặt chẽ. Sáng mùng 3 tháng 1, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam và ngân hàng Bản Việt đã chính thức ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược theo hình thức bancassurance. Với thông điệp là tương lai đến từ hôm nay, hai công ty sẽ cùng phối hợp mang đến những dịch vụ tài chính, bảo hiểm nhân thọ mới, nâng cao trải nghiệm của khách hàng tại Việt Nam. Theo đó, AIA Việt Nam và ngân hàng Bản Việt sẽ cùng phối hợp đầu tư hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phân tích nhằm tối hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng tại Việt Nam sự hợp tác theo hình thức bàn của hai công ty lớn và có vị thế nhất định ở Việt Nam sẽ là dấu ấn đầu tiên trong năm 2018 về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng tại đây. Đặc biệt, AIA hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm mới, sự tiện lợi và an toàn khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng của ngân hàng bản Việt. Bao gồm những dịch vụ như dịch vụ số thông qua cổng thông tin khách hàng MyPage, dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến, dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh trong vòng 60 phút check claim và ứng dụng hỗ trợ kinh doanh trên iPad, iOS. Theo ông Way Pisan, tổng giám đốc của AIA Việt Nam, một hợp đồng bảo hiểm thông thường sẽ kéo dài trên 10 đến 20 năm, và dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời. Vì thế, hình thức hợp tác bancassurance giữa AIA và ngân hàng Bản Việt là cơ hội để đồng hành và hỗ trợ khách hàng Việt trên chặng đường dài. Nhìn lại năm 2017, thị trường ngân hàng và bảo hiểm đã tăng trưởng mạnh đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngày càng nhiều người dân Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này. Vì thế trong 2 năm tới, AIA vẫn sẽ tiếp tục hợp tác phát triển theo hình thức bancassurance với nhiều dịch vụ nhằm hỗ trợ và cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi cùng với đối tác ngân hàng phối hợp tổ chức những khóa học đào tạo cho các nhân viên bảo hiểm giúp họ trang bị tốt những kiến thức mới nhất về sản phẩm và các kỹ năng phục vụ khách hàng tạo động lực cho họ đạt đến tiêu chuẩn MDRT nhằm mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Ngoài dịch vụ tài chính bảo hiểm nhân thọ, AIA Việt Nam còn tạo điều kiện cho khách hàng sống khỏe với những giải pháp sáng tạo trong chương trình AIA Vitality và mang đến nhiều lợi ích dài hạn cho khách hàng đa dạng của ngân hàng bản Việt. Bản tin FBNC xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.